Em trả lời cho thầy câu hỏi luyện tập. Điền dấu chia hết hoặc không chia hết vào các ô trống. 12 với 6, 48 với 6, 48 cộng 12 với 6 và tương tự với hàng bên dưới. 12 thì chia cho 6, 48 cũng chia cho 6 và 48 cộng 12 thì bằng 60 cũng là một số chia cho 6. Với hàm số 2, 16 chia cho 8. 10 thì không chia cho 8. 16 cộng 10 bằng 26 cũng không chia cho 8. Và từ bảng này thì các em sẽ nhận xét 12 và 48 cùng chia cho 6 thì tổng của chúng chính xác chia cho 6. 16 và 10 thì 10 không chia cho 8 nên tổng của chúng cũng không chia cho 8. Liệu nhận xét đó có đúng với tổng của tất cả các số tự nhiên hay không? Thì chúng ta sẽ đến với phần số 3, tính chất chia hết của một tổng. Chúng ta sẽ xét hai trường hợp là trường hợp chia hết và trường hợp không chia hết. Trường hợp đầu tiên, nếu như a và b cùng chia cho n thì tổng của chúng sẽ chia cho n. Hay phát biểu bằng lời, nếu các số hạng chia hết cho n thì tổng sẽ chia hết cho n. Ví dụ như ở trong hàng đầu tiên của bảng vừa rồi. 12 và 48 cùng chia cho 6, nên tổng của chúng cũng chia cho 6. Còn trong trường hợp mà không chia hết, thì A chia cho n, nhưng B không chia cho n. Tổng của chúng, A cộng B cũng không chia cho n. Hay phát biểu bằng lời. Nếu một số hạng của tổng không chia hết cho n, và tất cả các số hạng còn lại chia hết cho n, thì tổng đó không chia hết cho N. Từ nội dung lý thuyết này, Kem sẽ trả lời cho thầy câu hỏi. Tổng nào sau đây chia hết cho 5? 25 cộng 100 cộng 625. 75 cộng 110 cộng 33. 20.855 cộng 305. Ở tổng đầu tiên, gồm 3 số hạng, thì 25 chia cho 5. 100 chia cho 5. 625 cũng chia cho 5. Nên tổng này chia hết cho 5. Ở tổng số 2 thì các em sẽ quan sát được 33 là một số không chia cho 5. 33 không chia cho 5. Còn lại 75 và 110 thì đều chia cho 5. Do đó cả tổng này sẽ không chia cho 5. 20.855 và 305 là các số hạng chia cho 5, do đó tổng cuối cùng cũng chia cho 5. Và không chỉ đúng với tổng, với hiệu thì chúng ta cũng có tính chất tương tự. A chia cho n, B chia hết cho n thì hiệu A trừ B cũng chia hết cho n. Còn với phép nhân, nếu như A chia cho n thì với số tự nhiên k, k nhân A cũng sẽ chia hết cho n. Các em chú ý vào các nhận xét đối với phép trừ và phép nhân nhé. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập. Hỏi chấm 5. Thầy cho A chia cho 3, B chia cho 3 và C chia cho 6. A cộng B, B trừ A và C cộng 2 sẽ chia hết cho các số nào trong các số sau. Ở đó, mỗi dòng chúng ta sẽ có một đáp án chính xác. Ý đầu tiên thì theo đúng như lý thuyết. A chia cho 3, B chia cho 3 thì tổng của chúng sẽ chia hết cho 3 nên đáp án của ý đầu tiên là 3. Ý thứ hai thì chúng ta áp dụng nhận xét AB đều chia cho 3 thì B trừ A cũng sẽ chia hết cho 3 nên đáp án của ý số 2 cũng là 3. Còn ý cuối cùng C và 2, C thì chia cho 6 nhưng 2 thì không chia cho 6 nên tổng này sẽ không chia cho 6 tương tự với 3. C chia cho 6 thì C chia hết cho 3. Còn 2 không chia cho 3 nên tổng C cộng 2 cũng không chia cho 3. Còn C chia hết cho 6 nên C cũng chia hết cho 2. 2 thì chia hết cho 2 nên tổng C cộng 2 sẽ chia hết cho 2. Vậy đáp án của ý thứ 3 sẽ là 2. Cũng là nội dung cuối cùng trong bài học chúng ta ngày hôm nay. Thầy cảm ơn sự theo dõi của các em. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo trên olm.vn nhé.